Hello và xin chào anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thật sự là cái thử thách mà dùng chảo giành top 1 do anh em yêu cầu, không biết là mình thực hiện lần này là lần bao nhiêu chục rồi. Thật sự nó rất là khó luôn, thật sự nó rất là thốn luôn. Nhưng mà ok, hôm nay thì mình sẽ vẫn thực hiện cái thử thách mà dùng chảo giành top 1. Mình sẽ cố gắng mình giành được top 1 và hoàn thành được cái thử thách này của anh em nha. Đây rồi, flash đây rồi. Thì thật sự là mình bay vào khu rô dốc này rất là nhiều, tại vì khu này thì xuất hiện chảo khá là nhiều ấy. Nên hy vọng rằng là mình sẽ sớm có được cái chảo và mình đi phang nhau anh em ạ. Thật sự là thử thách thật sự nó làm mình mất khá là nhiều thời gian. Lần này không biết là lần thực hiện thứ mấy lần. Thật sự rất là mất thời gian với lại cái thử thách này. Nhưng mà mình sẽ vẫn cố gắng hoàn thành cái thử thách này của anh em yêu cầu. Đấy, bắn nhỏ to trên khu rô dốc à, chỗ khu nhà xưởng ấy. Nhưng mà mình cứ phải tìm cái vũ khí cận chiến nào đã. Lên mình chơi nó luôn. Giáp 2 này. Sao bây giờ sao ít cận chiến vậy? Mọi khi ở đây con dao. Được rồi, mình sẽ cầm một con dao bầu mình lên mình chơi nó luôn anh em ạ. Để kiếm một ít máu nữa, mình chưa có máu cơ. Lỡ đâu nó bắn cho mình yếu máu thì mình đang còn có máu mình bơm chứ. Sao toàn bandit vậy? Sao không có một cái first aid nào? Rồi. Đi sang bên khu lên luôn đi. Nhờ. Chơi luôn anh em ạ. Ngại gì nhờ. Mình là dân đòi nợ thuê đây, lên chém luôn. Đâu nhờ, nãy bắn nhau chỗ này này. Nhà này vẫn chưa loot à? Nani? À, vậy là bắn nhau trên khu xưởng rồi. Đùa, chảo đâu? Chảo thần thánh đâu? Sao tìm được cái chảo mà sao khó vậy? Thôi xong rồi, nó công vào nhà mình rồi anh em ơi. Thanh niên này nó đang ngay dưới nhà mình thôi. Thanh niên mình đang định tìm bạn thì bạn lại tự mò mặt tới đây. À, chạy lên tầng nhà bên cạnh này. Đấy, tầng 2 nha. Cho cả flash này. À, thanh niên. Ui, bắn ai, bắn bot à? Lên luôn anh em ạ. À, kia rồi. Ơ, sao lại nhảy ra rồi? Đang định móc sau lưng thì ông này lại nhảy ra ngoài. À, thanh niên lon dom cho phát flash này. Ui, thấy mình nhỉ? Rồi, mù chưa? Thanh niên mù rồi anh em ạ. Cách di chuyển cực kỳ ngáo luôn. Ôi. À, hết đạn chưa? Này thì sấy này. Chạy đi đâu? Mày đứng lại. Chạy đi đâu? Thằng này có chảo anh em ạ. Rồi. Yes. Mình đã giết được tiền đầu tiên rồi. Có cái chảo luôn. Quá tuyệt vời. Chạy đường quận à. Ok. Được rồi, đủ đồ rồi, lên xe té thôi.
lụt nguyên cái khu Đồ Dốc này. Nước máu bây giờ khá là nhiều rồi, bây giờ là đi tìm người và phang chảo luôn. Ôi, nãy mình thấy có tiếng súng chỗ này nữa cơ, không biết là đâu. Không biết là boss hay là người nữa. Ngay chỗ này thôi. Đây. À, bị chết này, một hòm này. Ui. Á à, đồ trên tầng nhà bên kia. Mình thấy rồi. Thằng nhân bắn căng đấy, đấy. Sời, sời, từ từ bình tĩnh bạn. Ok. Tiếp cận được nhà nó rồi bây giờ. Ui, nó có bắn vào mình không? Bây giờ làm sao để ui không được rồi. Áp sát được vào ngôi nhà nó xong rồi công lên luôn anh em ạ. Quang phát và lát mù phát lại anh em, cầm chảo lên phang luôn. Lên luôn. Đây có bình phớt để không thèm nhặt. Ôi nó nhảy xuống dưới rồi. Ui vãi trường. À ông này khôn phết đấy. Mình cầm mỗi cái chảo mà có sao sợ bạn ơi. Thành niên đang lon ron kìa. Nhìn hài vãi. Thề. Này thì nhìn này cho mù mắt luôn này. Chạy. Chắc chắn là mù rồi anh em ạ. Nhưng mà bây giờ công lên thì chắc là không kịp đâu. Tại vì mình mà công lên thì lúc đấy nó sẽ hết mù, nó bắn mình sấp mặt đấy, không đùa đâu. Bây giờ làm sao để tiếp cận được gần nó xong rồi quăng cái flash trước mặt. Và lúc đấy thì sẽ là cơ hội để mình cầm chảo mình lên mình đập luôn. Thanh niên à kìa. Mình à. Này ngồi gốc cây này. Rồi xong rồi nó công lên mình. Thôi thấy mẹ rồi. Ui ui ui, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Đây flash này, flash này. Ui định mệnh. Ma con boss khốn nạn thế. Mẹ con boss này làm hỏng. Ui cái định mệnh con boss khốn nạn. Thôi mẹ cái thằng khốn nạn này. Lên. Ui không, không được anh em, chạy thôi, chạy thôi, chạy 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 chạy. Đé vào nhà bờ máu đã. Đồ con boss nó làm hỏng hết cái chuyện đại sự của mình. Còn đấy mình đã căn quăng flash giữa mặt ông kia xong rồi mình định cầm chảo mình lên là mình phang chết đấy. Ai ngờ cái tên boss nó lại sân ngang. Khó chịu thế. Thể nhá, chơi cái game này ức chế nhất mấy con boss. Toàn đau tim vì nó thôi. Thôi thôi xong rồi. À thanh niên. Định lên lút đầu à? Ông này nhìn cũng ngáo ngáo thôi anh em ạ. Này. Thôi lại chạy rồi à? Ok, bây giờ boss đã bị giết rồi. Thôi xong rồi. Nhảy ra ngoài ngay, nó biết mình trong nhà này rồi. Ơ, sao lại trèo lên xe chạy thế kia? Bạn ơi. Ủa sao lại chạy vậy? À dừng rồi, thanh niên nhử mình ra đấy. Ông này khốn phết đấy, không đùa được. À quăng bom à. Này thì quăng bom này. Rồi lên luôn anh em, cơ hội đấy rồi. Chắc chắn là mù rồi. Làm gì đây? Mù. Một phát này. Quăng bom à, quăng cái gì đây? Hai phát rồi, tiếp nữa. Vãi cả quăng mù lại ạ. Yes. Mạng thứ hai rồi, tuyệt vời. Mạng thứ hai nãy là người đấy nha anh em, không có boss nha. Quá tuyệt vời luôn. Ok, bây giờ mình sẽ canh hòm thính này. Đấy, đấy, có một con mồi tự dẫn xác vào rồi. Này, quăng flash luôn. Này thì ăn tính này. Ủa tôi chết rồi, ném hơi sớm rồi. Còn quả nữa, lần này thì ăn. Ăn flash chưa? Mù chưa? À, thành niên bị mù lâm giom. Mù mù rồi. Này thì bắn ai lại chạy. Thành niên cả cuống em lại mày chết lại một phát nữa thôi. Cố lên nhảy nhảy đi. Thành niên cả cuống không bắn được. À, tuyệt vời. Ui ốp luôn à. Vãi trời nha. Rồi ok. Mình sẽ lại đây mình canh tiếp. Nằm đây nãy giờ mà sao vẫn chưa có tên nào lại nhặt thính tiếp nhờ. Ui ui, bắn nhau, bắn nhau. Có bắn nhau to ở hướng 255.
Nhưng mà chắc là bên mãi tít ở dưới kia rồi, xa lắm. Ui, trước mặt mình có người này. Ui, không biết anh là boss, anh là boss hay là người đây. Ui, cái định mệnh. Ui, vãi trưởng, tên nào nằm bắn vậy. Té 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 thôi anh em ạ. Có thanh niên cầm Vector nằm ở đâu bắn mình ấy, tí chết ạ. Vai trưởng. Không biết là boss hay người nữa, nhưng mà sao boss mà đêm sao nó mạnh vậy. Hoặc không thì nó bắn vào đầu mình, chắc là boss thôi, chứ người của đấy mình chết rồi. Thế cái chỗ đấy mình rõ ràng mình đã chết không có ai rồi, tự nhiên anh xuất hiện như một vị thần anh bắn mình. Mẹ mày còn boss khốn nạn. Sao mà mình ghét boss thế à rồi. Ôi, chạy lên này là may rồi. À, dưới chỗ hầm thính kia đông người thật đấy, à đông boss chứ. Kìa, kìa có một tên nữa kìa. Bây giờ nhìn những thanh niên này mình không phân biệt được nữa là boss hay là người nữa rồi. Bây giờ boss nó di chuyển như người ấy, nó di chuyển rất là thông minh luôn. Ờ, kia lại có thêm một hòm thính nữa. À, định chạy lên đây à? À, chạy lên đây luôn, mình sẽ núp, mình đập cái tên này luôn này. Đâu rồi? Đứng yên luôn kìa. Bot hay là người vậy? À hình như bot rồi anh em ạ. Rồi xuống đập luôn này. Rồi đúng bot thôi. Lại có một mạng chùa rồi. Phàng mày luôn này. 2 phát này, 3 phát này. Rồi thường thì cái cháo này thì đập 3 phát thì nó mới chết. Còn hình như là có mũ thì một phát vào đầu thì cũng gần chết hay sao ấy. Nói chung là mạnh phết đấy, không đùa được đâu. Ui, sao lên được đây trời ơi. Ui, ui, ui. Mẹ đừng bảo có đấy ngã té chết luôn nhá. Mình bị cái trường hợp này khá là nhiều rồi. Thật sự cảm giác rất là đau khổ khi mà bị trượt chân té núi mà chết thôi. Rồi có bắn nhau chỗ hòm thính thôi. Ui, của xe buggy này. Lần này chắc chắn là người rồi, không phải boss rồi anh em ạ. Boss thì không bao giờ đi xe rồi. Wow wow. Cái định mệnh thằng boss sau lưng bắn mình luôn. À khó chịu ghê ấy, thằng lúc nãy. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi, nó biết vị trí mình rồi. Anh ơi. Anh ơi. Ơi sao chạy rồi, định mệnh. Đâu nhỉ? Thôi lên xe té thôi anh em ạ. Ui xe hết xăng. Xe hết xăng rồi. Con buggy của nó lúc nãy nó dừng ở buggy dưới thôi. Lên buggy té vào bò hơi xa. Đây rồi. Mày thế. Ok chỗ này an toàn đấy. Mình sẽ ngồi đây mình bú nước đã. Cố lên nào, còn 15 tháng nữa thôi. Hy vọng rằng là trận này sẽ được top 1 và hoàn thành được cái thử thách của anh em. Mình thật sự mình cũng khá là mệt mỏi về cái thử thách này rồi. Thật sự nó khó vãi trưởng nha. Giờ cái danh solo của mình nó cũng không phải là thấp. Đâm ra là toàn gặp thanh niên gọi là thật, mấy ông ấy ăn gì mới khôn, chứ không ngáo như ngày trước nữa đâu. Bây giờ nằm và trườn thôi. Ui, cứ định mệnh. Vãi trường ạ. Tên nào đây? Ui, nó là người rồi anh em ơi. Giờ làm sao đây? Em nó nằm đây nãy giờ hết cả hồn. À, con bom kìa, té ngay. Định con bom à? Tiếc rằng là mình hết flash rồi. Toàn mình smoke thôi, giờ làm sao chơi được nó nhở? Ui, thôi đừng quăng nữa anh ơi. Ok, lên chơi luôn này. À, bắn ạ. Không còn flash thì mình quăng sớm mốc. Mình vả nó luôn vậy. Chạy đi đâu. Mày chết này, rồi một phát rồi. Tiếp đó. What the fuck. Sao lại ông này sao hai phát chết luôn ta. Ở đấy sao cái cháo này sao bây giờ nó mạnh vậy. Hay là ông này như là một phát mình pha vào đầu hay sao ấy. Cũng không biết nữa.
hay là máu này chắc là chưa bơm đầy hay sao ấy. Nhưng mà nằm đây nãy giờ chẳng nhẽ lại không bơm máu. Ôi hên vãi trưởng. Ok, mình được 5 kill rồi. Dùng chả được 5 kill. Một con số cũng không thể tưởng tượng được. Và bây giờ chỉ cần lấy thêm cái top 1 nữa thôi. Chỗ này thì khá là đẹp tại vì đang trong cái vòng bo hiện tại và trong cái vòng bo tiếp theo luôn. Lúc nãy mình thấy trên chỗ khu di tích kia có một tên nó đang nằm nó bơm máu kìa. Nhưng mà mình không dám công lên anh em ạ, tại vì nó biết vị trí mình rồi. Giờ mình cứ đứng đây mình đợi thôi, đợi khi nào còn hai ba tên bắn nhau mình sẽ ngư ông đắc lợi, mình sẽ vào mình đập một phát. Mình đập mỗi tên một phát, ăn headshot và giành top 1 thôi. Easy. 10 tên nữa, bo này. Khá là căng đấy. Mình cứ sợ mấy ông này cũng nhẫn giả hết. Mình thì không có súng, đâm ra mình cũng không thể nào mà mình chạy lông nhông được. Bây giờ lúc nào cũng phải phun nước vào để sẵn sàng chiến đấu thôi. Sẵn sàng để mà chạy cho nhanh. Thật sự là uống nước sẽ tăng tốc độ chạy cho anh em. Đấy, đấy là lý do tại sao mà mình hay phun nước vào những cái bo cuối như này. Bị bắn phát là chạy sấp mặt lờ luôn. Ok, bo sắp khép rồi. Bây giờ mình chỉ cần đợi cho bo khép nữa thôi. Chín tên nữa. Hơi căng ấy. Sau lưng mình không biết có ai không. Mình cứ nằm mép bo thì mình nên check những cái hướng về phía sau lưng. Ui ui, có tiếng silent hướng này. Đang bắn nhau, mình sẽ lên mình móc nó luôn này. AK silent luôn anh em ạ. AK silent luôn. Đúng rồi, tiếng súng ở trên thu hút sự chú ý đi. Tên này sẽ không để ý sau lưng, mình sẽ đi móc. Đây đây đây. Mẹ chết. Ơ kìa. Tôi xong rồi. Sao lại nhỏ vậy? Hụt cá luôn. Lại thất bại rồi. Buồn.